dấu hiệu của người có niềm tin nơi Đức Phật. Dấu hiệu, dấu hiệu tức là mình nương vào đây để mình biết coi mình có niềm tin nơi Đức Phật không nha. Nếu lát nữa mà thầy phân tích ra vài cái dấu hiệu trong bài pháp này thì thầy sẽ phân tích cho quý vị 7 cái dấu hiệu, 7 cái dấu hiệu để mình biết là mình có nương tựa, có niềm tin nơi Đức Phật hay không. Lát nữa thầy phân tích ra 7 điều mà thấy không có điều nào ra rồi chết quớt luôn. Vô chùa háo hức cái ra về thấy lòng chịu nặng luôn. Thật ra thì trong chánh kinh á, thầy nhớ có một lần thầy giảng, không biết phải đạo tràng của mình ở đây không, thầy có phân tích trong kinh Tăng Chi chương ba pháp phẩm nhỏ phần sự kiện á, thì trong chánh kinh Phật có nói 3 điều để mình nhìn, mình biết là mình có niềm tin nơi Đức Phật, nơi pháp hay không. 3 điều đó, thứ nhất là mình thích gặp, thích đảnh lễ, thích tiếp xúc, thích học hỏi nơi những bậc đạo đức, đức hạnh, thiện tri thức. Cái người mình thích, mình nghe cái vị đó có đức độ, có đức hạnh, có trí tuệ, trong lòng mình hoan hỷ lắm, mình thích tới gặp lắm. Đó là thứ nhất. Thứ hai là mình thích nghe pháp, thích nghe giáo pháp của Phật. Và thứ ba là tâm mình rất là hào sảng, trong khả năng điều kiện có thể là mình bằng tấm lòng vàng qua đôi tay vàng hào sảng mình có thể cho đi, mình gọi là bố thí cúng dường. Đó là trong chánh kinh có nói 3 điều nha. Thích gặp bậc thiện tri thức, đạo đức, trí tuệ. Thứ hai là thích nghe pháp. Và thứ ba là thích làm phước, thích bố thí cúng dường trong khả năng của mình. Một tâm rất là hào sảng. Thì trong chánh kinh là cũng nói 3. Mà trong thanh tịnh đạo thì nói 7. Trong thanh tịnh đạo thì nói 7. Thì hôm nay thầy sẽ nói trong thanh tịnh đạo là 7 cái dấu hiệu để quý vị biết là quý vị có đức tin nơi Tam Bảo, hay là đức tin nơi Đức Phật, hay đức tin nơi giáo pháp nha. Và thưa quý Phật tử, là quý vị, thầy hỏi quý vị là ở đây có tin Phật không? Thì một câu hỏi giống như dư đó, đúng không? Dĩ nhiên là tin rồi, dĩ nhiên là tin rồi. Nhưng mà cái chuyện mà quý vị tin Phật á, quý vị nhớ giùm thầy thế này nè. Một á, tin Phật nó giống như nó cũng có cái cấp độ vậy đó. Có cấp độ, mà cái mình gọi là cái cấp độ mà cao nhất của tin Phật á, tức là niềm tin không bao giờ thối chuyển, niềm tin không bao giờ thối lui, niềm tin không bao giờ lui sụp, thì mình gọi là niềm tin bất động. Đó. Và thầy cũng xin thưa với quý vị luôn là khi nào mình mới tin Phật được bất động? Dạ em xin thưa đại chúng, chứng thánh quả Tu Đà Hoàn sơ quả mới bất động, mới không bao giờ thối lui. Nghe để quý vị sợ, học giáo lý mình mới thấy sợ. Là tại sao? Tại vì á, tin Phật mà không bao giờ thối lui phải là chứng thánh quả. Thầy ơi, bây giờ con tin Phật đến chết luôn á thầy. Không dám đâu, hên xui, chưa chắc đâu. Ngày mai chưa chắc tin Phật, đúng không? Không có gì nói chắc hết trơn á. Thầy nói ví dụ, quý vị nói là con quả quyết với thầy là con tin Phật không bao giờ thối lui. Thầy nói trường hợp này nè. Một là mình bị cho uống chất kích thích, nó làm cho não bộ của mình hư, mình có thể nói những câu bất kính với Tam Bảo, chuyện này có thể xảy ra. Trường hợp thứ hai là quý vị có thể bị một cái tai nạn nào đó, mà cái tai nạn nó ảnh hưởng đến não bộ, và có thể lúc đó mình sẽ nói những cái câu bất kính đến Tam Bảo, không có chắc được, phải không? Và thứ ba, chết rồi chắc gì kiếp sau mình lại tin Phật, đúng không? Chưa chắc kiếp sau mình tin Phật. Kiếp sau có thể mình lạc vào một cái nơi nào đó mà không có Phật pháp, tệ hơn nữa là lạc vào tà kiến, cho nên không có gì chắc hết. Nhưng nếu quý vị đã đắc sơ quả Tu Đà Hoàn trở lên thì không bao giờ có những cái chuyện vừa rồi thầy nói. Dù quý vị có nát cái đầu làm 7 mảnh đi chăng nữa thì lúc nào trong lòng kính Phật là kính Phật, nạn nó đến thì trả thôi, chứ kính Phật thì không có giờ thối lui. Vì có bị uống chất kích thích gì đi chăng nữa thì quý vị vẫn kính Phật là kính Phật thôi. Và ngay cả quý vị chết rồi thì kiếp sau là quý vị cứ tiếp tục niềm tin kính Phật. Nếu mà quý vị đắc vào sơ quả rồi thì không quá 7 đời nữa quay lại cõi dục là quý vị sẽ đắc quả A-la-hán. Đó, cho nên thầy nói như vậy á để quý vị cảm thấy sợ là gì? Ngày nào chưa đắc đạo quả, tức là chưa đắc sơ quả trở lên thì mọi chuyện có thể xảy ra nha. Mình phải thấy được như vậy. Đó là cái khó. Và một cái khó nó cấp độ nhẹ hơn nào, là quý vị sẽ thấy là hôm nay mình tin Phật được không có nghĩa là mình thấy
niềm tin Phật là dễ đâu, không có đâu nha. Quý vị đi vòng vòng, quý vị hỏi thử những người thân của mình thôi nha, rồi xung ra là xung quanh là bạn của mình, rồi hàng xóm của mình, được mấy người tin Phật, đúng không? Được mấy người tin Phật, và tin Phật có chánh kiến hay không nữa, có trí tuệ hay không nữa. Tại vì đến nay theo thầy biết, số đông tin Phật là một vị thần linh thượng đế ban phước giáng họa cho mình. Phật có thể giúp cho mình thoát nạn, ví dụ như con nghèo quá, Phật giúp cho con thoát cái nạn nghèo, thoát cái nạn bệnh, ví dụ vậy ha. Thì hôm nay thầy cũng thưa với quý vị luôn là không có nha. Phật không có giúp cho quý vị thoát nạn, mà Phật giúp cho quý vị thoát gì? Thoát khổ, nghe không? Thoát nạn nó khác với thoát khổ à. Nạn tức là những kiếp nạn, là nạn tai, là những cái chướng ngại trong đời. Phật không có giúp cho mình thoát nạn, nghe không? Nam mô hai chữ từ bi, Phật còn bị nạn huống chi là mình, phải không? Phật còn bị nạn huống chi cùi bắp bèo dạt mây trôi như mình, đúng không? Tại vì nạn là nghiệp nó chỗ, nghiệp nó có thể chỗ bất ngờ, không nói được. Hôm nào đó mình bị bệnh, hôm nào đó công việc mình khó khăn, hôm nào đó công danh sự nghiệp, sức khỏe gì đó, nó có thể nghiệp một bất thiện nào đó nó chỗ, thì cái đó mình gọi là nạn, đúng không? Còn thoát khổ là làm sao? Nạn thì có đó, nhưng mà mình không có khổ. Đó, không có khổ ở đây á, một là do tâm mình tu á. Thì đó, ví dụ như mà quý vị gặp vô cái nạn nè, là bệnh đi, một cái bệnh nghiệp nào đó quý vị sát sanh, bây giờ nó chỗ. Người không có tu á là khổ lên khổ xuống, oán trời trách đất, rên rỉ này kia. Thì nó ví dụ vậy ha, đó là nạn đó. Nhưng mà mình biết tu rồi, mình quán chiếu giác do kiếp trước cũng giao găm lựu đạn lắm đây nha, sát sanh lắm đây, cắt cổ chúng sanh lắm đây, đập đầu cá, đập đầu con này con kia, bây giờ đau đầu hoài. Đó, mình biết vậy mà dừng lại, mà sám hối, mà làm phước, mà tu tập, thì cái đó gọi là thoát khổ. Đó, còn thoát tới đâu là do cái công phu tu của mình. Còn các bậc thánh á, là hết phiền não luôn. Thì nạn thì có, nhưng mà khổ thì không. Rõ ràng. Cho nên tu theo Phật là để thoát khổ, chứ không phải để thoát nạn. Nhớ không? Tại vì nạn á, dĩ nhiên trong đời của mình, mình sống một đời sống chánh niệm, mình né được những cái gì nạn tai không cần thiết. Còn có những cái nạn nó nghiệp nó chỗ, thì cái đó gọi như mình giống như là bị động vậy đó. Và cuộc đời chúng ta sinh ở đời này á, giống như mình bị động trước những cái thiện nghiệp và bất thiện luôn quý vị. Bất thiện nghiệp là sao? Là một cái nạn tai nào đó nó có thể chỗ trong đời mình, phải không? Có những người ngủ dậy một cái là rồi nằm luôn, tối lên giường còn lên được, sáng dậy là nằm liệt trên giường luôn. Mà có những người ngủ dậy xong là rồi luôn là trắng tay. Đó, khủng khiếp như vậy. Và có những người thời tới cản không kịp luôn. Đó, có những người giống như phước nó chỗ cản không kịp, mình đâu có nghĩ mình được cái đó đâu. Nhưng mà cái phước á quý vị, nó chỗ. Nhiều khi mình nói vui đó, thời tới cản không kịp. Đó. Vậy thì cái thiện với cái ác nó chỗ, giống như mình bị động trong đời này đó. Nhưng quý vị nhớ dùm là thường cái bất thiện nó sẽ chỗ nhiều. Đó là cái nạn. Còn cái chuyện khổ hay không là do mình tu à, phải không? Thoát khổ hay không phải do mình tu. Mình tu tập á, mình làm chủ tâm của mình, thì trước những cái khen chê được mất buồn vui khổ lạc đó, mình có thể làm chủ được mình, thì cái đó là thoát khổ. Với lại một phần như vậy nữa nè quý vị, cái người mà có phước á, thì mình thường sẽ ít cảm thấy cuộc đời là gánh nặng nha. Thì phải nhớ, cái người có phước á, quý vị sẽ ít thấy gánh nặng ở nơi thân của mình bệnh tật đó. Quý vị mà ít phước về sức khỏe, quý vị bệnh hoài, quý vị thấy cái thân của mình nó gánh nặng khủng khiếp lắm. Có cái thân này đến lúc, đến giờ phải ăn, đến giờ phải mặc, đến giờ phải ngủ, đến giờ phải uống thuốc. Mà quý vị bệnh nặng một chút, suốt ngày quý vị lo bệnh không, quý vị không có tu tập gì được đâu. Đó, nếu quý vị có phước thì quý vị cảm thấy nó nhẹ. Có những người họ thiếu phước về đời sống vật chất á, họ quần quật, họ làm sáng tối, họ làm đêm nữa quý vị. Vừa rồi thầy gặp một cái anh này thì không phải là Phật tử, ở gần chùa thôi, khổ quá quý vị. Dẫn vô cho thầy 4 đứa con, dẫn 4 đứa, nhưng mà dẫn bữa đó dẫn 3 đứa thôi. Anh nói bây giờ con giao mấy đứa con cho thầy, con đi chết, mua thuốc sẵn rồi. Khủng khiếp không? Thầy nói khoan từ từ, từ nói chuyện với thầy ra. Có nghĩa là anh khổ quá quý vị, giống như không có cái đường thoát khổ. Vợ thì bỏ đi, một mình ở quê lên làm thợ hồ nuôi con. Đứa con đầu 19 tuổi thì phụ với anh, không nói đi,
không nói đi, còn có đứa con đứa sau, đứa 13 tuổi, hai đứa nhỏ 7-8 tuổi mà bị bệnh đau quá quý vị. Thì cho thầy hai đứa con đó, mà thầy thì thầy chỉ nhận người tu thôi, người xuất gia, thầy nuôi học xuất gia, cho nên mấy em nó như vậy thầy không có nhận để dạy được, cho nên thầy không có dám nhận. Còn đứa 13 tuổi thầy nhận được, nhưng mà khổ cái là con gái, thầy chỉ nhận con trai thôi. Thầy chỉ nhận đệ tử con trai chứ không nhận con gái. Cho nên quý vị mà có mấy chú đi tu cho thầy con trai lớp 1 tự tắm được là thầy nhận được. Nói chung từ lớp 1 là thầy nhận. Cho nên cuối cùng thầy không nhận được đứa nào hết chứ. Đứa con gái 13 tuổi thầy nói thôi, mà con học lớp 6 nghỉ học rồi, còn bây giờ khi nào cháu đi học lại thì qua thầy lo. Còn hai đứa nhỏ cuối cùng thầy không nhận được. Bây giờ con cho thầy, cho thầy ba đứa con mình như cho cái bánh gì đó, bây giờ con đi chết. Mà nói thiệt, chuẩn bị thuốc sẵn hết rồi, mà dự định là bốn cha con chết lận. Khi mà mình không có pháp á, mình nghĩ chết là hết khổ, khủng khiếp vậy đó. Nhiều khi quý vị hiểu pháp thì nói trời ơi sao mà dại dữ vậy, đúng không? Nhưng mà những người họ khổ quá, họ khổ quá, họ túng quẫn quý vị, họ không nghĩ ra được cái gì hơn hết. Họ nghĩ là họ đời họ khổ quá rồi, thôi thì mình chết với con mình, cho con mình nó hết khổ. Thầy ngồi thầy bình thản, bình tĩnh là thầy lựa lời mà thầy nói. Anh chết anh khổ rồi, anh chết có khi anh đọa vào địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc bàn sanh. Anh khổ anh rồi, anh khổ con của anh nữa, anh phải để cho mấy đứa nó lại nó sống chứ. Mình phải mạnh mẽ lên, mình đi làm lại, rồi bắt đầu mình lo cho con của mình chứ. Anh nhìn mấy đứa con của anh coi, nó có biết gì đâu, nó hồn nhiên, nó ngây thơ vậy. Mà anh chết, anh kéo thầy nó chết nữa. Thầy nói một hồi xong á, thì nói vậy bây giờ con sao? Nó ăn hồi mà cứ đòi chết hoài nha. Thầy nói thôi bây giờ ra anh ra Phật đi, anh xin sám hối là con không có ý niệm đó nữa, nhưng con phải cố gắng lên đó, cố gắng lên. Rồi thầy nói khi nào mà khó khăn cứ ghé chùa thầy giúp. Nhưng không, con ý là anh không có cần thầy giúp về cái vật chất. Có nghĩa là thầy cứ nói khi nào cứ ngang chùa ghé đây thầy cho mì cho gạo để lo thêm cho phụ với anh. Anh nói dạ không, bây giờ con cho con của con luôn à. Có nghĩa là muốn cho để đi chết á, thì sẽ khổ khủng khiếp không đó. Rồi sau đó thầy nói thôi ra lạy Phật đi, ráng quyết tâm lên sống để lo cho mấy đứa con, rồi cho con của anh nó có 13 tuổi con gái mà giờ mới có lớp 6 là nghỉ rồi. Hai đứa nhỏ bị bệnh đau, nó ngồi nó giỡn nó chơi, nó đâu có học gì được đâu. Không có pháp, đụng chuyện khổ là mình chỉ muốn chết thôi. Không phải là mình không sợ chết, mà vì mình nghĩ rằng mình chết mình hết khổ. Nhiều người nghĩ là khổ quá quý vị, khổ quá không biết cách nào để giải quyết hết. Cho nên có pháp mình mới có cách để mình hết khổ. Quý vị học pháp quý vị mới hiểu rằng là chuyện gì trên đời này rồi nó cũng qua, phải không? Quý vị học pháp quý vị mới hiểu là được cái thân người này nó có khó cỡ nào. Bây giờ thầy chỉ nói quý vị hình dung một cái cho thầy thôi. Làm người chứ muốn làm con heo, thầy nói ví dụ vậy đi. Mình chết rồi mình có thể làm một con heo. Mình chết rồi mình có thể làm một ngạ quỷ ma đói lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ. Mình chết rồi với cái tâm bất thiện có thể xuống địa ngục. Thì nó khổ khủng khiếp cỡ nào, dù là kiếp người của mình nó nặng chịu những khổ đau, nhưng mà mình vẫn có thể muốn làm thiện thì mình làm. Nhưng một loài bàn sanh, một loài ngạ quỷ và địa ngục khổ, nó chỉ có trả nghiệp thôi, nó có muốn làm thiện được đâu. Nhưng không có pháp là mình sẽ như vậy. Mình phải nghĩ đến cái khổ của cái kiếp kế tiếp như vậy. Làm người là khổ dữ lắm nha. Người ta nói mình một câu mình chịu không nổi, người ta bỏ mình vô chảo dầu, lúc đó chỉ có ráng mà chịu thôi. Chảo dầu là sao bị làm con cá, người ta bỏ vô vì chảo dầu thì cũng bị động, phải không? Quý vị giờ làm người không muốn, muốn học pháp tu tập làm thiện, muốn làm heo cho ăn lớn lên rồi người ta đi thịt. Mà khủng khiếp nó là như vậy. Bất thiện nghiệp của mình, nếu mà mình mất, mình tự tử á, mình tự tử mình buồn, mình giận, mình uất ức, thường cái tâm cận tử đó nó dễ dẫn mình vào cái cõi đọa lạc lắm. Thấy được như vậy. Mình nói như vậy để mình thương. Cuộc đời chỉ có người dễ thương với người đáng thương thôi. Mình thấy người đó dễ thương, mình lo mình thương đi. Mình thấy người đó khổ quá, không có tu tập, người đó bất thiện quá, thì đó là người đáng thương, thì mình cũng thương đi. Chỉ có vậy thôi. Đi chùa rồi á, quý vị phải tập làm sao mình thoáng đạt lên, rộng rãi lên, chịu đựng lên, kham nhẫn lên. Đi chùa rồi có chút xíu á, đi chùa ở đây là không nói là phải đi chùa mà phải như vậy. Tại vì nếu không như vậy á thì sao? Đời mình nó khổ lắm. Người ta liếc mình có một cái mình khổ 3 ngày 3 đêm. Mới có một cái liếc thôi. Thì cuộc đời á, nghiệp nó liếc cho quý vị 8.000 cái như vậy, quý vị khổ hết đời quý vị luôn nha.
Đi vô chùa ăn thì nói giả dụ như trưa nay chùa Pháp Bảo nấu cơm hơi mặn, hơi lạc ví dụ chút đi. Trời ơi, ăn cái gì mà ở vô chùa mà ăn lạc mà. Nói vậy thôi chứ chùa Pháp Bảo nó ăn ngon lắm. Mình ta nói ví dụ đó, đúng không? Đồ ăn thiếu có một chút mình khổ rồi. Thì quý vị nghĩ coi, những cái đắng cay mặn chát của cuộc đời này nó đến quý vị sao chịu nổi, đúng không? Cho nên sức mạnh của người tu là gì? Ai nhớ không? Thầy nhớ tháng trước thầy giảng ở đây, buổi sáng này, buổi chiều là thầy giảng ở chùa Linh Thú của thầy Thiền Sơn. Thầy nói là thầy giảng bài sức mạnh của người tu á, vì còn nhớ không? Bữa đó có ai nghe không? Có không? Dạ không, con đi hát karaoke rồi. Sức mạnh của người tu là sự kham nhẫn, nhẫn nhục á. Khủng khiếp không? Kham nhẫn. Những cái lặt vặt mới bị chịu nổi, mà làm sao lớn mới bị chịu nổi? Vì phải thấy vậy, mình phải có một cái từ tâm rất là lớn, một sự kham nhẫn. Và sự kham nhẫn đó bằng cái tâm từ của mình lớn, mình kham nhẫn được, mình hiểu biết mà mình kham nhẫn. Khủng khiếp vậy nha. Thầy đi một vòng nãy giờ thầy mới đi tới hàng rào và chưa vô bài. Mới tới cổng mà chưa vô bài. Để cho quý vị thấy được học Phật Pháp khó lắm, khó lắm. Tin Phật dễ hay khó? Hả? Tin Phật dễ hay khó? Khó. Tại vì quý vị tin Phật rồi, cho nên thầy hỏi dễ hay khó, quý vị trả lời dễ, đúng không? Nhưng mà trước khi quý vị đến cái chỗ mà quý vị tin Phật là quý vị cũng cũng đắng cay, cũng mệt mỏi lắm á, chứ không phải giỡn. Trừ khi quý vị có cái duyên lành từ tiền nghiệp quá khứ á, sinh ra cái quý vị có niềm tin sẵn thì thôi không nói. Còn không, để tin Phật cũng phải dễ đâu. Đó là tin nha. Tin rồi bắt đầu học để hiểu á, bắt đầu trải qua giai đoạn khó nữa. Hiểu rồi nha, tin nè, hiểu rồi bắt đầu qua giai đoạn nữa là gì? Thực hành. Hành theo lời Phật khó nữa. Có đồng ý với thầy không? Không có dễ đâu. Khó lắm. Hôm nay quý vị tin Phật chưa? Thầy nói tin thôi chứ thầy không có nói bất động đâu. Tin chưa? Tin không? Trời ơi, khu nhà dưới đến đây mà ngồi đó còn không dám nói mình tin nữa hả? Tin chưa? Tin rồi, đúng không? Hiểu được lời Phật ít nhiều không? Được không? Được. Có thực tập lời Phật trong đời sống hàng ngày không? Còn chút xíu rồi này, mém mém thôi. Được nhiều. Nhiều. Dạ, con được 9 phần. Dạ. 9 phần trên 100 phần. Nhưng mà nghe nó 9 phần trên 10 cái mừng. 9 trên 100. Đó, thật ra là quý vị thấy như vậy khó lắm. Thì bây giờ thì mới vào bài, đi một vòng như vậy để cho quý vị thấy là tin Phật không phải dễ đâu. Quý vị trân quý những gì mình có, tin Phật, hiểu Phật, thực hành lời Phật thì mình mới có thể phát triển được những cái gì mà gọi là tốt nhất nơi mình. Ở chùa thầy á, thầy có nhận mấy đệ tử nuôi mấy chú tiểu. Thầy nói dục mấy chú vô môi trường nào là mấy chú thành con người đó. Thầy dạy sao mấy chú thành con người đó. Thầy nói ví dụ trước ở bên ngoài nói tục, thầy nói ví dụ đi, nói tục hoặc là đi đứng chạy nhảy không có ai nghi, vô môi trường người khác đi từ tốn là mình cũng tập đi từ tốn. Ở ngoài mình nói rất là thô, ví dụ vậy, vô môi trường mấy thầy mấy chú tập nói những lời ái ngữ nhẹ nhàng thì mấy chú ảnh hưởng thôi. Vô môi trường học lời Phật mấy chú phát triển. Còn bây giờ cũng mấy chú đó luôn dục vô cái môi trường khác, môi trường bất thiện là thành bất thiện thôi. Quý vị thấy sự quan trọng của môi trường khủng khiếp lắm. Vào thứ sáu tuần tới này, thầy sẽ giảng một khóa tu tuổi trẻ ở An Giang với chủ đề là thầy bạn làm nên phần đời của ta. Thầy với bạn, bạn là bạn đạo, là bạn tu, là những người bạn xung quanh, và thầy của mình làm nên con người của mình, làm nên cuộc đời của mình, sự quan trọng khủng khiếp của người thầy người bạn lắm. Bây giờ quý vị nhớ giùm thầy 7 chi tiết, gọi là 7 cái dấu hiệu để mình biết rằng mình có niềm tin nơi Đức Phật hay là Tam Bảo hay là thầy giảng trong Thanh Tịnh Đạo. Thứ nhất là mình có tâm xả ly, biết bố thí làm phước cúng dường. Có cái tâm dám xả ly, dám xả ly, dám cho đi. Nó dễ hiểu là như vậy. Không hiểu đạo rồi nha, mình sẽ nghĩ như vậy nè: cho hết lấy gì ăn, đúng không? Lúc mới hiểu đạo, lúc mà mới vô chùa nghĩ cho hết lấy gì ăn. Bây giờ có ổ bánh mì, gặp cái người nghèo đi bên cạnh mình, cái người đó đang đói thật sự, trong khi mình có ổ bánh mì, mình sẽ nghĩ là cho hết lấy gì ăn, đúng không? Cái người hiểu đạo ăn hết lấy gì cho, thấy chưa?
chỉ có xây lại một cái thôi là mình biết mình đang đứng ở cái vị trí nào. Cho hết lấy gì ăn, ăn hết lấy gì cho. Mà bây giờ hôm nay quý vị 30 tuổi, 50 tuổi, 80 tuổi rồi, quý vị nghiệm lại coi trong đời mình á, cái mà mình nghĩ về mình vui á là cái mình cho, chứ không phải cái mình dùng của riêng mình đâu. Có phải không? Coi lại coi phải không? Có những tháng ngày túi con nó cũng héo lắm thầy, còn có ít tiền thôi thầy, mà con gom lại con đi cúng dường, con bố thí cho một cái người xứng đáng hoặc một hoàn cảnh xứng đáng. Bố thí cái việc đó 10 năm rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn vui, phải không? À, tại sao mà cho rồi mà mình vui vậy? Cho nên quý vị nghiêm lại, quý vị thấy niềm vui giữa người cho và người nhận á, cái niềm vui của người cho nhiều hơn, có phải không? Cái người cho những cái niềm vui nhiều hơn đó. Đến hôm nay á, thầy ngồi thầy nghiêm lại những cái tháng ngày nha. Vì có cái bài hát vậy đó, vì những ngày tháng đó mình đã đi qua gì đó, có cái đoạn gì đó, nghiêm lại coi những cái ngày mà mình cho á, mình vui lắm. Và cũng thưa quý vị, hiểu đạo quá, trong kinh nha, đây là kinh Phật nói nè, nếu các con hiểu được như ta hiểu, tức là như Phật hiểu á, thì dù chỉ còn một muỗng cơm thôi hoặc là vài hạt cơm thôi, các con cũng không nỡ ăn nữa. Đó, có một cái bài kinh Phật nói như vậy. Nếu các con hiểu như ta hiểu về cái công đức, cái phước lành của cái việc bố thí cúng dường á, thì dù chỉ còn vài hạt cơm thôi, các con cũng không nỡ ăn nữa. Tức là sao? Là cái người mà hiểu đạo á, mình ở đây là trí tuệ của Phật, thì Phật nói nếu mà hiểu như Phật thì còn một hạt cơm thôi, một chén cơm thôi, mình cũng không nỡ ăn nữa, sẵn sàng mình cho. Nhưng mà vì mình chưa hiểu như Phật, nhưng mình chỉ hiểu một chút thôi, mình cũng đã có. Tuy nhiên có những tháng ngày mình cũng đã, thầy nó hay dùng cái từ dốc túi mà làm phước. Dốc cái túi ở đây á, không có nghĩa là thầy nói bị bán hết mà làm, không phải nha. Vô chùa gặp thầy tự nhiên thầy kêu bán hết, dạ em không có nói vậy nha. Thầy nói là khó khăn thì mình cho theo kiểu khó khăn, nhưng mà luôn bằng với cái tâm gì? Hào sản của mình, trong khả năng của mình, hào sản của mình, hợp thời, đúng đối tượng, mà sẵn sàng mình dốc túi. Dốc túi ở đây là gì? Hôm nay con đi vô cái đoạn đường đó, trong túi con có 100 ngàn à thầy, con để dành túi con 100. Gặp cái trường hợp đó, móc 100 ngàn ra cho, với điều kiện chỗ đó xứng đáng, hợp thời nha. Là gọi là dốc túi lại vậy đó. Thầy biết có những cái giai đoạn hôm vừa rồi đây nè, con Phật tử, thầy này thầy vô tình thầy đọc được thôi. Hôm nay con về chùa tham dự, lúc đó thầy có một cái chương trình, con muốn cúng dường cho thầy, phụ với thầy, mà con hết tiền rồi. Dạ, trong lòng con muốn cúng lắm mà con hết tiền rồi. Con tự nhắn là đợi bữa nào lãnh lương con cúng. Chưa cúng mà đọc cái đó thấy vui rồi, phải không? Thương lắm, tức là muốn cúng nó không có khả năng. Thầy biết có nhiều Phật tử muốn cúng dường hay muốn bố thí á, hợp thời mà lúc đó không có, mượn bữa nào hết lãnh lương ứng ra trả lại. Những cái việc đó trong đời của mình á quý vị, nó đẹp nó khó, nó đẹp nó khó có trong đời của mình lắm. Trong đời của mình á, cái gì mình gom được vô mình gom, cái gì gom được vô gom, mà ít cái nào mình chịu cho đi lắm. Cho nên á, để mà gọi là quý vị biết cho đi á, thì thầy khuyến khích quý vị nghe những cái bài giảng về bố thí làm phước cúng dường. Cái phước đó là gì, cái lợi ích là gì nha. Thật ra cái mình gọi là cái cấp độ cao của việc bố thí á, là vị nhớ nè, đó là xả ly. Bố thí á, cao của cái bố thí là gì? Là mình buông bỏ, là mình xả ly. Xả ly tâm gì? Tâm gì? Tâm tham. Xả ly cái tâm tham. Còn cái cấp độ mà ít hơn của bố thí á, là mình cũng cho, nhưng mà cho rồi sao? Giật lại mấy cái. Giật lại mấy cái. Con cho cái này rồi, nhớ nha, nhớ like Facebook tôi nha. Tôi cho rồi, nhớ biết ơn tôi nha. Tôi cho rồi, mong cái này cái kia nha. Thì thầy thưa quý Phật tử, thì cái đó là cũng cho. Nhưng mà giống như thầy hay dùng cái ví dụ là bố thí kiểu thả diều á. Thả diều là thả con diều rồi, nhưng mà có cho nó bay luôn không? Không.
giật giật vài cái lại chứ, đúng không? Gọi là bố thí thả diều. Còn mà bố thí á, trong nhà Phật gọi là bố thí ba la mật á, là bố thí kiểu thả chim, mấy con chim mới bị phóng sanh đó, thả luôn. Bố thí là cái chiều sâu là xả cái tâm tham. Đó, vì phải hiểu cái chiều sâu của bố thí là xả luôn cái tâm tham. Và thầy thưa quý vị là khi quý vị tin Phật rồi, quý vị mới dám làm những điều này. Dĩ nhiên có những người họ không tin Phật, họ vẫn dám làm. Nhưng mà bố thí mà để xả luôn được tâm tham á, và thường quý vị tin Phật quý vị mới hiểu được cái chỗ này. Bố thí ngoài cái tài vật là tập xả luôn cái tâm tham của mình. Dễ hay khó? Khó, khó không dễ đâu nha. Thường thì chúng ta bố thí kiểu thả diều à. Bố thí kiểu thả diều à. Đọc lại câu hồi nãy thầy nhắc lại, nếu các con hiểu được cái công đức quả lành của việc bố thí thì dù chỉ còn vài hạt cơm thôi các con cũng không nỡ ăn. Thấy các bạn, thường cái người mà làm phước về cái việc bố thí rồi, quý vị sẽ có năm cái phước chung: tài sản, sắc đẹp, tuổi thọ, an vui, trí tuệ. Còn nếu quý vị hiểu đạo nữa thì quý vị biết biết chia cái đời sống của mình nó chuẩn mực á, là chia làm bốn phần: cái nào lo cho mình, cái nào lo cho cha mẹ, người thân gia đình, một phần là để dành gặp lúc bất chắc, và một phần là để đi làm phước tu tập cúng dường bố thí thôi. Cái người hiểu đạo là như vậy đó. Mà cuộc đời này á, để mà mình hào sản mình cho đi á, thầy nói thứ nhất là giống như cái tiền nghiệp của mình có cái khuynh hướng cho đi rồi, nên đời này mình sinh ra mình dễ cho đi đó. Cái thứ hai là mình gặp thầy lành bạn tốt, mình hiểu pháp á, bắt đầu mình tập cho đi. Cho nên á, một trong những dấu hiệu á, để biết là mình có niềm tin ở Đức Phật là mình biết xả ly, biết bố thí, biết làm phước à, biết. Mà tại sao mình biết? Vì mình hiểu lời Phật, hiểu được nhân quả, hiểu được cho đi á, là còn mãi. Và mình hiểu được cái niềm vui của cái người cho nha, nhiều hơn cái niềm vui của người nhận. Nhìn lại có những tháng ngày đâu phải mình giàu đâu, tháng 7 à, con gom được ít tiền, con tặng gạo cho cái người nghèo, nghĩ đến vui không? Bây giờ nghĩ đến vui không? Vui. 3 năm rồi vẫn vui, thấy không? Nhưng mà mình đi nhận gạo của một người khác á, mình ít vui lâu như vậy lắm. Tự coi coi phải không? Cái niềm vui của cái người cho á, nhiều hơn cái niềm vui của người nhận nha. Đó, cái đầu tiên nha. Giờ ở đây có cái này chưa? Có không? Có, ít nhiều nha, ít nhiều bằng cái tâm hào sản của mình. Quý vị đừng nghĩ là con có tiền, con có vật chất, dạ không. Ở nhà quý vị có trái xoài, đầu mùa dâng vô cúng Phật trước. Nhớ cái gì mà đầu tiên mà quý nhất á, là quý vị nghĩ đến ai trước hả? Nghĩ đến ai? Không có biết đạo, nghĩ đến cái bao tử của mình trước, nghĩ đến mình trước hả? Lạ chứ đó. Tốt hơn chút nghĩ đến cha mẹ của mình. Cho nên ở đây cái gì cái mình nghĩ tới Phật liền nha. Phật đâu có cần trái xoài của mình, nhớ. Giờ quý vị có cúng cho Phật á, tất cả những gì đẹp quý nhất của trần gian thì đó là chuyện của mình, và mình làm là phước của mình đó. Nhớ là phước của mình đó nha, chứ không phải phước của Phật đâu nha. Nhiều người vô chùa làm công quả, con làm quá trời thầy không khen con một tiếng, ví dụ vậy ha. Con làm quá trời mà mấy người đó đi ngang không biết ơn con một chút, thầy nói ví dụ vậy. Thầy mà gặp ở chùa thầy nói quý vị làm là phước của quý vị đó, vì ông làm ra người khác làm. Dĩ nhiên thầy rất là trân trọng và rất là biết ơn, nhưng mà có cái tâm kiểu đó là thầy giáo dục lại liền, thầy nói quý vị làm là phước của quý vị đó. Dĩ nhiên mình rất là biết ơn những cái người công quả, nhưng mà cái công quả với cái tâm khiêm tốn như vậy và hiểu đạo như vậy phước lớn lắm. Cái người nấu ăn á, họ nấu ăn họ phục vụ cho đại chúng. Con mệt quá thầy ơi, con mất 3 tiếng con nấu ăn con mệt quá, người ta ngồi người ta tu xong người ta ăn không à. Thầy nói ví dụ vậy, quý vị nấu ăn cho người ta 3 tiếng á, quý vị 30 kiếp quý vị không bị đói á. Rồi lúc sau này 30 kiếp chỗ rồi ai hưởng, mình hưởng chứ ai. Đây là cái câu mà thầy tặng nè. Chính những cái công đức, những cái việc làm thiện của quý vị á, là phần thưởng cho quý vị đó. Chính cái việc làm của mình là phần thưởng cho mình đó. Ví dụ như vỗ tay mà hồi hộp quá. Thầy nói ví dụ ha, hôm nay thầy giảng pháp đi. Thầy giảng pháp quý vị biết ơn thầy. Thôi hôm nay thầy giảng pháp con hiểu, đó là chuyện của quý vị. Quý vị biết ơn thầy là chuyện của quý vị. Còn chuyện của thầy á, thầy nói là chính cái việc mà thầy đi giảng pháp là phước của thầy á, là phần phước của thầy á. Quý vị ra vì chùi nhà vệ sinh á, quý vị nói
mấy cái người này đi nhà vệ sinh không có sạch gì hết trơn á, tôi chùi mệt vậy đó. Thấy không? Nhưng mà chính cái việc quý vị dọn nhà vệ sinh là phần phước của quý vị đó. Ai khen thì khen, ai khen thì khen, ai biết ơn thì biết ơn, ai chào mình thì chào, còn không chào thì đó là chuyện của họ. Còn mình phải tự nhận xét đó là gì? Phước này là của mình, chính cái việc mình làm là tưởng thưởng cho mình đó, nhớ chưa? Đó, phải thấy được cái này chứ. Và cái này mới là người trí tuệ, mình phải thấy vậy chứ. Ủa chứ mình làm để mình cần người ta khen hả? Đúng không? Mình làm để mình cần người ta khen hả? Mình làm để mình cần người ta biết ơn mình hả? Bé quá, nhỏ quá. Vì việc này là việc thiện, đúng không? Vì việc này là việc tốt thì mình làm. Và trong nhân quả nó vậy đó nha. Mình làm mình hiểu, chính việc làm đó là phước của mình. Được chưa? Rồi cái đầu tiên ha, bây giờ qua cái thứ hai. Đó là cái người mà có dấu hiệu niềm tin ở Đức Phật là mong mỏi được gặp những bậc thiện tri thức, những bậc thánh nhân, những bậc đạo đức, những bậc trí tuệ. Hoặc là giống như có, mình nghe đâu có các vị đó, mình mừng lắm, mình vui lắm. Thầy nói cái này đó quý vị, ngay cả thời Đức Phật, có Đức Phật đó, có bậc thánh đó, mà có nhiều vị ở bên cạnh các ngài á, cũng không có gọi là qua đảnh lễ hoặc là học hỏi nơi các ngài đâu. Quý vị mà nghe một vị đạo đức nào đó, trí tuệ nào đó nha, một vị mà có tu học, vị có giới định tuệ, một vị có trí tuệ thâm sâu, một vị có đạo đức rất là khả kính á, quý vị gặp, quý vị nghe những người đó, trong lòng quý vị sinh cái tâm hỷ, hoan hỷ lắm, mừng vui lắm, muốn gặp lắm, muốn đảnh lễ các vị đó lắm, thì đó là dấu hiệu quý vị có niềm tin nơi tam bảo đó. Trong đời mình không dễ để mình gặp những bậc đạo đức trí tuệ, những bậc thiện tri thức hoặc những bậc thánh nhân như vậy đâu nha. Có nhiều người cái nghiệp của họ khiến cho họ vậy đó quý vị. Một là không có duyên để gặp, hai là có gặp cũng như không. Cũng như không nên làm sao, họ không có tôn kính, họ không có hiểu biết cái sự quan trọng của một cái vị đạo đức trí tuệ như vậy. Có những con người mình chỉ cần quỳ xuống mình lạy họ một lạy thôi, mình lạy xong một lạy nha, mình có cơ hội bay lên trên kia, vèo. Sự thật đó là như với Đức Phật á, quý vị chỉ cần xá Đức Phật một xá với tâm tôn kính thôi là đủ phước để mình ở trên cõi trời, mà ở bao nhiêu kiếp lận á. Đối với những bậc thánh á, quý vị có cơ hội cúng dường cho ngài một bữa cơm thôi, quý vị có 1000 kiếp quý vị không bị đói. Mình hiểu được những cái điều này, cho nên á, mình thấy ở đâu đó có một bậc thiện tri thức, một bậc đạo đức trí tuệ á, mình có cơ hội là mình đảnh lễ, còn không mình nghe được mình mừng lắm, mình vui lắm. Mình đứng trước các bậc đạo đức trí tuệ mà mình ngơ ngơ nghênh nghênh hoặc là mình ngã mạng nữa là thôi cái đó hết thuốc chữa. Cuộc đời này á, là có những cái căn bệnh là gọi là hết thuốc chữa. Ở ngoài á, có những bệnh hết thuốc chữa, trong đạo có những bệnh hết thuốc chữa. Hết thuốc chữa ở đây không có nghĩa là không thay đổi được, mà có những bệnh quá nặng, một đời này khó mà sửa được. Cho nên á, một trong những dấu hiệu mà nghe một bậc đạo đức trí tuệ từ bi nào đó, quý vị rất là hoan hỷ, có cơ hội là đảnh lễ. Ở chùa của thầy á, thầy hay thỉnh các ngài tới giảng pháp đó. Tháng nào cũng có các chương trình giảng pháp, nhất là tháng 4 với tháng 7. Tháng 4 thầy làm tuần lễ Phật Đản, tháng 7 thầy làm tuần lễ Vu Lan, thỉnh quý ngài mỗi ngày giảng một ngày cả tuần như vậy. Rồi các khóa lễ khóa tu nữa là một tháng, trong tháng 4 tháng 7 là cả chục vị giảng sư về giảng. Còn trong tháng là thầy thỉnh mấy vị về giảng vậy đó. Rồi các bài giảng của thầy ở tại chùa. Mỗi lần thầy thỉnh các ngài về, thầy xin được lạy xuống 3 lạy. Lạy các ngài 3 lạy, vì biết mình lạy với tâm tôn kính. Hình ảnh của Tăng Bảo biểu hiện qua cái vị đó, hình ảnh của một vị giảng sư biểu hiện qua vị đó, mình lạy xuống với tất cả lòng tôn kính. Khi quý vị lạy xuống trong lòng, quý vị xin cái hỷ liền, mình hỷ trong lòng, mình rợn người liền, thì xin cái tâm cung kính như vậy đó. Cho nên ở đây cái dấu hiệu của cái người có niềm tin đến Đức Phật là mình kính những bậc đạo đức lắm. Còn mà mình không có nghe, nghe những bậc đạo đức trí tuệ, ôi, hèm gì có, ông đó mà tu gì, ví dụ vậy ha. Thôi đạo đức trí tuệ gì, thời này Phật đâu dễ có, thánh đâu dễ có, tu đâu dễ, ví dụ vậy. Quý vị biết ai không? Tiền thân Đức Phật Thích Ca của mình vào thời Phật Ca Diếp ấy, có một người bạn mời vào nghe Phật Ca Diếp thuyết pháp, không nghe, Phật đâu mà dễ có, thánh đâu mà dễ có, tiền thân Đức Phật của mình đó. Sau này khi mà ngài tu khổ hạnh á, ngài bị nghiệp nó chỗ, nó che, ngài tu hạnh khổ hạnh sai lầm 6 năm, nghiệp nó che, cũng khiếp.
Cho nên cúi đầu được trước một bậc đáng kính á, quý vị mới có thể lớn lên được nha. Thầy mà thầy thấy một bậc đáng kính mà mình cúi đầu không được, cái này khó chữa lắm đó thầy. Một bậc đáng kính, một bậc vĩ nhân, một bậc từ tâm, một bậc trí tuệ mà quý vị không cúi đầu cung kính được thì thầy nghĩ quý vị là vô nhiễm rồi, vô nhiễm với thiện pháp rồi, chứ không phải vô nhiễm với ác pháp đâu nha. Mà cung kính đạo đức trí tuệ mà quý vị không cung kính được thì thầy nghĩ quý vị khó mà tiếp nhận được gì. Cho nên nghe một cái vị nào đó, một bậc thánh nào đó, mình luôn có cái tâm học hỏi cầu thỉnh nha, hoặc là học hỏi nơi các ngài, cái này quan trọng lắm. Không có được cái này á, mình cứ hành xử theo cái thói quen, cái nghiệp của mình thôi. Đó là dấu hiệu thứ hai. Mấy rồi, mấy rồi, mấy rồi quý vị? Hai rồi đúng không? Thứ nhất là biết tâm xả ly bố thí, thứ hai, thứ nhất là xả ly bố thí, thứ hai là mong mỏi được đảnh lễ, được gặp gỡ, hoan hỷ khi gặp được những bậc đức hạnh, đạo đức, trí tuệ. Thứ ba là mong mỏi được nghe pháp. Mong mỏi được nghe pháp tức là nói gì hiểu là thích nghe pháp. Cái này là thầy bắt quý Phật tử của thầy nghe lắm, nghe đến nỗi vô chùa không nghe được thì thôi về thôi, chịu thôi. Vô chùa là sám hối xong thầy cho nghe hai bài, khóa tu nghe hai bài nữa là bốn bài. Rồi ở chùa thầy mỗi thứ tư với thứ năm với thứ bảy giảng thanh tịnh đạo với lại trung bộ nữa là tuần hai bài, thành ra tám bài nữa, là một tháng ở chùa thầy nghe mười mấy bài giảng. Đó chưa kể thầy giảng giáo lý căn bản thứ hai thứ tư, một tháng thầy giảng pháp ở chùa liên tục nghe. Nó nhiều nhiều khi nó nặng nặng, giảng cho mình bớt cái cục, bớt cục si mê của mình bớt đi. Không nghe pháp sao mình hiểu được? Con nhìn vào trong kinh rồi nhìn lại chính mình, con thấy bao lầm lỗi của nhiều kiếp vô minh. Không có nhìn vào trong kinh mình không thấy lỗi mình đâu. Mình tưởng mình ngon lắm, mình tưởng mình hay lắm, mình tưởng mình giỏi lắm nha. Học vô trong kinh mình thấy mình hạt bụi, thật sự là như vậy. Vì càng giỏi cái nào vì học vô trong kinh là vì cảm thấy mình bé nhỏ vô cùng, không là cái gì chứ. Và những cái gì mình có cùng lắm vài chục năm thôi. Cái chuyện sinh tử, cái chuyện phiền não là một cục nha. Tu cả đời luôn mà làm, mình càng hiểu đạo, càng tu tập thì mình càng thấy mình bé nhỏ. Mình không hiểu gì, mình thấy là mình là trung tâm của vũ trụ. Lúc mà chưa hiểu đạo là mình thích nổi tiếng lắm, nghe không? Mình thích nổi tiếng lắm. Dạ. Mình thích nổi như nổi tiếng nhưng mà rồi nó ra tai tiếng. Mình chưa hiểu đạo mình thích lắm, thích người ta khen mình lắm. Lúc đầu thầy đi giảng á, thầy thấy người ta khen thầy trong lòng thầy cũng vui nha. Bắt đầu bữa nào người ta chê thầy cái thầy buồn. Chê thầy cái thầy buồn. Ồ, tại sao mình giảng pháp mà người ta chê mình? Nhiều khi họ không quan tâm mình giảng gì, họ vô họ chửi cái đã, đó mình buồn thì nói ví dụ vậy. Sau này thầy nhận thấy rõ ràng cái chuyện mà thị phi khen chê ở cuộc đời nó như là cái gì mà nó phải có ở đời này thôi. Đời này người ta không khen chê thị phi nó mới lạ. Thế gian là gian đến thế rồi. Thế gian này là một vòng nghiệp chướng, dòng đời đưa đẩy, cái gì nó cũng vẽ ra được chứ. Khôn thì sống, dại thì chết. Tức là sao? Không biết tu là mình khổ thôi. Cho nên cái mình người ta khen mình đúng không? Dạ, mình ghi nhận vậy thôi. Người ta chê mình đúng không? Mình ghi nhận vậy thôi. Người ta khen mình mà mình vui á, bữa nào chê mình là mình buồn. Cho nên thầy nhiều khi thầy hay nói vui vui, ai khen thầy cái mặt thầy bơ bơ nè. Ai chê thầy cái mặt thầy bơ bơ vậy luôn nè. Thầy nói thiệt, thầy tập vậy đó. Mà dĩ nhiên là trong tâm mình phải tập bình thản trước cái khen chê đó. Có những cái lời chê á, mình phải nhận lại. Mình về mình xét lại coi, mình giảng cái chỗ này như thế này người ta chê mình nhận lại. Mà mình phải thấy rõ ràng là cái cuộc mà những cái cuộc thị phi á, những cái cuộc chiến khẩu nghiệp, những cái khẩu chiến không bao giờ có điểm dừng. Cho nên là những cái cuộc đó là thầy dứt khoát thầy đi ra, không giờ đừng có để dính vô cái đó. Ai mà ngồi tụm năm tụm ba, thầy thấy là thầy né trước. Mà còn đệ tử của thầy, Phật tử của thầy, thầy nói đi vô chùa bà tám hả, bà chín, bà bảy giùm đi nha. Bà bảy là học thức giác chi đi, bà tư là học thức diệu đế đi, bà ba là học giới định tuệ tam bảo đi, bà hai là học thiền định thiền quán giùm thầy đi nha, bà năm là học ngũ căn ngũ lực ngũ quyền giùm thầy đi, bà tám là bác chánh đạo cũng được. Nhưng mà bà tám là giống cái còng, nó riết rồi tự giống như mình còng mình luôn, gọi là bà tám nha. Bà tám, số tám nó giống cái còng, tại vì á rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. Thầy giảng 10:20 nghỉ nha. Thầy giảng quá nữa, nói quá không hay. Quý vị phải có mạnh dạn lên. Cái cuộc mà ngồi nói chuyện thị phi, bàn về người khác,
Dạ, cho em ứng số dè liền cho thầy. Nói hồi quý vị dính vô khẩu nghiệp à, nói xấu người khác à. Thầy chưa biết quý vị nói đúng sai mà nói xấu người khác là mình dơ cái miệng của mình rồi. Thầy nói là không có quân tử nha. Nói theo Phật Pháp là mình làm cho mình bất thiện lắm, khủng khiếp, không biết tu là cái khẩu của mình khủng khiếp lắm. Vì phải giữ cái khẩu của mình, nói ra là nói pháp, nói ra là nói lời lành, nói ra là khuyến khích người ta tu, nói ra là giúp người ta, chứ nói ra dao găm lựu đạn sao ai dám nói, ai dám gần mình, đúng không? Mà cái này vì phải tập, phải ý thức được cái điều đó. Thầy mà lỡ bữa nào thầy giận á nha, giận á mà thầy la ai một câu mà nặng á, về thầy thấy trong lòng thầy cũng buồn. Ô, tại sao lúc đó mình lại nói cái câu nặng như vậy, dù người ta sai đi đó. Nên thầy nguyện là không bao giờ thầy nói một cái câu nào, một cái từ nào thô. Chỉ có một thầy nhớ, chỉ có một lần thầy chửi em thầy một cái từ thô thôi. Từ lúc thầy đi tu nhờ 20 mấy năm, chỉ có một lần thầy chửi em thầy, em gái thầy á. Bữa đó không biết sao thầy giận quá, thầy chửi nó đã một buổi luôn, buổi chiều. Rồi nhớ con buổi đó chửi, không bao giờ thầy dùng. Thầy có giận ai lắm thầy sẽ la, mà thầy la bằng những cái có thể nặng, nhưng mà không bao giờ thầy dùng cái từ thô. Còn thầy tập là không có nói xấu ai chứ. Ai mà nói thị phi biết cái tính thầy, đi ra chỗ khác đi nghe. Phật tử mà về chùa tu mà ngồi nói xấu đừng để thầy biết. Biết xong thầy nói đi ra chỗ khác đi. Ở ngoài đời khổ quá trời khổ rồi, không có cái vui nào bằng vui đạo. Hôm nay vô tới chùa rồi, vô khẩu nghiệp con đây nữa hả nha. Phải không? Cái khẩu của mình khủng khiếp lắm. Nếu nhắm nói được lợi nói, nói được im, tập im nha. Thì thứ ba á, mong mỏi nghe pháp. Không có nghe pháp cái việc không khai sáng được trí tuệ của mình đâu. Trí tuệ của Phật, Phật nói qua những lời pháp á, mới giúp cho mình khai mở, và mới giúp cho mình đạt được những cái cao xa, cái đỉnh cao của mình. Còn mà không nghe pháp, không thực tập pháp, thầy xin thưa quý vị, mình có phát triển cỡ nào đi chăng nữa, ở những cái tài năng căn bản nào đó của mình thôi. Quý vị mà thực tập nghe pháp, quý vị mới có hiểu được những cái chiều sâu, những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái vướng mắc, tất cả những câu hỏi trong đời, quý vị học pháp gần như quý vị sẽ có câu trả lời hết. Và nếu hôm nay mà quý vị nghe, mà thầy nghe, thầy tin rằng quý vị mà nghe được khoảng vài trăm bài pháp trở lên đó, là những thắc mắc căn bản của cuộc đời quý vị trả lời được rồi đó. Vì sao mình xấu thế này, trả lời được chưa? Được không? À, vì sao mình đẹp thế này, trả lời được chưa? Đừng nói được luôn nha, tại vì mình đâu có ai đẹp đâu. Nói vui thôi. Vì sao mình xấu, vì sao mình đẹp, vì sao mình nghèo, vì sao mình giàu, vì sao mình thông minh, vì sao mình này, mình kia. Tất cả những câu trả lời đó ở mức căn bản mình trả lời được hết chưa? Được không? Vì sao mình khổ thế này, mình trả lời được chưa? Vì sao mình nói ra người ta ấn nút Satare, mình hiểu chưa? Setara. Tại sao mình nói cái người ta chạy luôn? Giờ hiểu chưa? Mình tăng vô găm đủ đạn, người ta không chạy mới lạ. Hoặc là do mình bất thiện hoài, chạy mới lạ. Có những người họ, người ta nhìn mình, dù mình không có nói bất thiện, mà người ta nhìn mình, người ta không có cảm tình. Do cái tiền nghiệp nào đó của mình đó, mình bất thiện quá hay mình nói xấu quá. Thì nói ví dụ như mà mình hay nói dối á, kiếp sau lời nói của mình người ta không có tin, mình hay bị vu oan lắm. Mà nếu mà mình hay nói hai lưỡi á, là các mối quan hệ nào đó của mình cứ bị chia rẽ hết rồi. Mình có mối quan hệ nào là tự nhiên nó cứ bị chia rẽ hết, rồi mình lủi thủi trong đời vậy đó. Cho nên thầy mong quý vị nha, là ráng nghe pháp nha. Ở đây thì thầy chủ trì là cứ cho quý vị nghe pháp hoài, ráng và biết ơn lắm, biết ơn lắm. Nghe pháp rồi lấy lời Phật làm hành trang nha, làm hành trang. Thứ tư của người có niềm tin ở Đức Phật nè, thường có tâm hoan hỷ với việc thiện. Thấy người ta làm thiện vui lắm, mình muốn làm thiện vui lắm. Quý vị đừng có nghĩ là nói câu này thì dĩ nhiên làm thiện phải vui chứ thầy. Dạ không chắc đâu, không chắc. Có những người làm ác á, dễ lắm, làm thiện cực kỳ khó. Thiện ở đây mình nói chung cái điều tốt. Quý vị làm thiện được, làm được cái điều gì đó, ví dụ hôm nay về chùa nghe pháp, hành thiền, tụng kinh, tu tập chánh niệm trong một ngày nha. Vì hoan hỷ lắm, thấy bạn mình làm được hoan hỷ lắm, thấy bạn mình học pháp được mình hoan hỷ lắm, thấy bạn mình làm từ thiện được mình hoan hỷ lắm. Tức là mình không làm được mà mình thấy bạn mình làm thiện được, mình hoan hỷ theo. Bản thân mình mỗi lần làm thiện mình vui lắm. Có những người bây giờ ông phát tâm chiều nay về hối tiếc, trời ơi sao tự nhiên sáng vô tự nhiên cúng cái đó làm chi vậy ta. Về mình hối tiếc. Có những người hối tiếc. Bây giờ thiện á, cứ làm thiện là vui. Có những cái nó vượt qua khả năng của mình nha, thì mình làm cái gì? Hoan hỷ theo. Bạn mình làm mình hoan hỷ theo. Nói tới đây quý vị biết
khủng khiếp lắm. Một kiếp người của mình không có duyên lành với Phật pháp, mình hay có cái khuynh hướng bất thiện, dễ bất thiện lắm. Chứ ít ai mà thiện, mà sinh ra cái là thiện. Thầy nói trừ những bậc mà đạo đức trí tuệ duyên lành sâu lắm. Còn không gần như chúng ta trong đời là dục vô cái môi trường nào là nhiễm cái môi trường đó. Mà ở đời mà quý vị, ở đời rất là dễ nhiễm cái bất thiện. Dạy cho quý vị học tu đạo đức, học pháp quý vị khó nhớ lắm. Karaoke dễ nhớ lắm, thấy không? Nói xấu người khác dễ nhớ lắm, phải không quý vị thân mến, thân yêu? Nói xấu người khác là dễ lắm. Không ai dạy mình cũng biết nữa. Đâu ai dạy mình tham đâu, đâu ai dạy mình sân đâu, đâu ai dạy mình ích kỷ ngã mạn đâu. Mà mình biết không? Dạ. Con là phàm phu chính hiệu có bản quyền. Hàng chính hiệu làng hoàng luôn, chứ không phải hàng giả nha. Mình là phàm phu là chính hiệu nha, hàng thật, phàm phu thật chứ không phải phàm phu giả. Đó, mình phải thấy như vậy để mình biết là cái việc trong đời của mình đó, là cái bất thiện nó nhiều lắm. Cho nên đó, mình phải tập. Không làm thiện được, thấy người ta làm thiện vui theo. Còn trong cái đời sống mình làm thiện được bao nhiêu mà cố gắng mà làm. Đó là thầy nói chung thôi. Chứ còn quý vị mà càng đi xa hơn về thiền định đạo quả là quý vị phải làm phước khủng khiếp lắm. Có cơ hội là làm, có cơ hội là làm. Chứ không phải mình lâu 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 thì con mới làm một lần. Lâu 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 con mới làm một lần. Đó. Mà làm một lần thì con nhớ hoài, con làm có chút xíu con nhớ hoài. Chấp công, mình nói chấp công. Thật ra quý vị làm phước vì chấp công, quý vị cũng có phước. Nhưng cái phước của mình nó nhỏ hơn. Vậy đó. Rồi cái thứ năm nè, đó là ít khoe khoang về mình. Chủ nói cái này, nói cái này đã lắm. Đã là sao? Tại vì ai trong chúng ta cũng thích khoe chứ, phải không? Đó. Giờ thầy chỉ cho quý vị khoe, chỉ cho quý vị cái khoe nè. Muốn khoe không? Rồi đọc theo thầy câu này. Đã muốn mà bây giờ thầy mong quý vị muốn khoe luôn đó. Mà khoe cái này nè. Cái đáng để khoe nhất là lòng không muốn khoe. Cái đáng để khoe nhất là lòng không muốn khoe. Cái câu này hay vậy mà đọc yếu vậy. To lên coi. 2, 3. Nhột không? Đó, khoe đi. Đó, giờ này ủng hộ vì khoe luôn. Khoe một cái thôi là khoe, lòng không muốn khoe. Thấy không? Cái đáng để khoe nhất là lòng không muốn khoe. Mà bây giờ trong lòng mình không muốn khoe là cái gì để khoe nữa? Trong lòng mình không muốn khoe rồi có gì đâu mà khoe. Thấy không? Mà vì hiểu ra cho tới câu này nó khủng khiếp lắm. Nó khủng khiếp ở chỗ này nè. Nói theo ngoài đời đạo nho á, nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. Con người khi đến cái chỗ không còn mong muốn mong cầu nữa, tự nhiên nhân cách trở nên thanh cao. Mà nói theo Phật pháp á, khi mình hết tham dục ở đời này là khi mình đắc quả thánh A-na-hàm, là mình hết tham. Hết tham là hết muốn khoe. Cho nên cái đáng để khoe nhất trong cuộc đời này là lòng không muốn khoe. Mà khi nào lòng không muốn khoe, đắc quả thánh mới hết muốn khoe. Khủng khiếp như vậy. Và bây giờ cái đó cao quá, vì mình thấp xuống một chút. Ở cuộc đời này, trong đời này của mình đó, mỗi khi quý vị có cái gì hay hơn, tốt hơn, đẹp hơn, thành công hơn, thì quý vị lấy bảo bối ra mà dùng. Đó là ăn mày dĩ vãng. Đây là câu bảo bối thầy hay dạy cho Phật tử của thầy. Ăn mày dĩ vãng. Con đẹp hơn người khác, con giàu hơn người khác, con thông minh hơn người khác, con trí tuệ hơn người khác, con làm phước được hơn người khác, cái gì con cũng giỏi hơn người khác. Đọc thần chú ăn mày dĩ vãng, ăn mày dĩ vãng, ăn mày dĩ vãng là gì? Là những cái điều đó đó. Dĩ vãng là quá khứ. Con đang ăn mày cái phước quá khứ nó chỗ thôi, phải không? Ăn mày dĩ vãng là vậy đó. Con đẹp, con khoe, con giàu, con khoe, con thông minh, con khoe, phước quá khứ của con làm bây giờ nó chỗ, phải không? Mà thật sự nó là như vậy. Vậy thì bây giờ có phải mình ăn mày dĩ vãng không? Ăn mày dĩ vãng, xài đồ cũ, ăn cơm nguội thôi. Vậy thì có cái gì để đáng khoe không? Có đáng khoe không? Không.
thấy vậy đó. Một người càng hiểu đạo càng khiêm tốn, một người càng hiểu đạo càng kính đáo. Đi tới một chỗ nào đó nha, người ta tự phát hiện cái tài năng đức độ của mình, người ta tự phát hiện, chứ đừng có tới nói chị ơi em dễ thương lắm á, rồi chị em có sắc sắc đẹp toàn diện á, sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện á, chị ơi em rất là từ tốn á, em ăn rất là từ từ mà rất là tốn á. Nó khoe là vậy đó. Em có nét đẹp tiềm ẩn đó, càng tìm nó càng ẩn á. Mình đẹp, mình dễ thương á, để cho người ta tự thấy nha. Chúc sinh, chúc mọc đầu đình, em xin, em đứng dũng sình cũng xin nha. Chứ ông nói chị ơi em xin lắm, em nói vậy thấy em hết xin rồi, thấy không, em nói vậy thấy em hết xin rồi đó. À, người ta nói là hữu xạ tự nhiên hương, hà xứ đương phong lập. Tức là khi mình có cái túi xạ trong người là tự nhiên nó thơm, không có cần đứng trước gió cho nó thơm. Mình đẹp, mình dễ thương gì đó, tự người ta thấy. Đừng có khen mình, đừng có khoe. Cái người mà càng khoe á, thật ra quý vị thấy không? Đời thường quý vị càng nói chuyện với người khoe, quý vị thích không? Thích không? Không có đâu, không thích. Hiểu đạo, khiêm tốn, hiểu đạo, kín đáo lắm. Còn cái chuyện mình có tài năng, đức hạnh, trí tuệ gì đó là chuyện của người ta tự thấy, mình không giấu nha. Tự thấy được thì thấy, kính mình, kính mình, kính thôi, chuyện của họ. Vì mình tu đâu phải để người ta kính mình, tu đâu phải để người ta khen mình nha. Nhớ giùm thầy, càng thành tựu cái gì phải càng kính đáo, phải càng khiêm tốn. Không có cái gì để trên đời để cho mình khoe hết trơn, nhớ chưa? Chính vì mình hiểu như vậy mà ở đây Phật nói một trong những cái để mình hiểu về Phật pháp, đó là không có thích khoe khoang. Đó là dấu hiệu thứ mấy rồi? Thứ năm. Thứ nhất á, là có tâm xả ly bố thí. Thứ hai là mong mỏi được gặp bậc đạo đức trí tuệ thánh nhân. Thứ ba là thích nghe pháp. Thứ tư là thường có tâm hoan hỷ với việc thiện. Thứ năm là ít khoe khoang. Bây giờ còn 5 phút nữa thầy giảng hai cái còn lại nha. Hai cái còn lại hơi ít ít một chút ha. Quý vị làm như quý vị thích nghe pháp đó không bằng. ý thầy nói hai cái còn lại 5 phút giống như quý vị tiếc á, làm như quý vị thích nghe pháp lắm. Thứ sáu nè, thứ sáu là có cái tâm chân thật, ít có giả dối. Tự nhiên mình thấy mình cần phải chân thật. Tại sao quý vị? Con đường đạo là con đường thẳng á, con đường thẳng. Mình thấy mình là mỗi lần mình nói dối, mỗi lần tâm mình dối á, là giống như mỗi lần mình quẹo qua con đường khác đó. Thì nói ví dụ từ đây mình ra tới cái điểm kia là đường thẳng đi về đạo, đi thẳng tới đích đến. Thì mỗi lần mình trong tâm mình dối một cái gì đó giống như mình rẽ ngang cái hướng khác, nó chậm lại cái quá trình tu học của mình. Cho nên càng hiểu đạo á, mình không có muốn nói dối, mình không có muốn tâm mình dối. Diễn nhiên trong đời của mình đó, mình chưa đắc được thánh quả thì sẽ có lúc mình nói dối. Giới của mình nó không có chọn. Một bậc mà giữ giới mà không có bị phá giới hay thủng giới là bậc sơ quả trở lên. Còn mình là phàm phu á, diễn nhiên là giữ được bao nhiêu thì giữ, thì rất là khó để có thể trọn vẹn được. Nên tự nhiên mình thấy cái gì đó mình muốn chân thật, mà cái chân thật nó quan trọng trong đạo tu tập. Mà mình không chân thật, lúc nào mình cũng quanh co, mình khó đi xa trên bước đường đạo đó. Và cái cuối cùng là tịnh tín nơi đáng tịnh tín. Là sao? Tức là mình đặt niềm tin đúng chỗ, đặt niềm tin đáng đúng cái chỗ mà đáng đặt niềm tin. Mà chỗ nào là chỗ đáng đặt niềm tin? Là chỗ nào? Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Phật, Pháp, Tăng, giới, nhân quả là những chỗ, những nơi mà cần đặt cái niềm tin. Nhất là Phật, Pháp, Tăng, là nhờ đặt niềm tin của đời mình. Có nhiều người không có đặt niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng đâu, phải không? Nhiều khi việc đặt niềm tin nơi ông hàng xóm. Ông hàng xóm nói cái gì thì mình nghe cái đó, thấy không? Có những người mình đặt niềm tin, không, tôi không nghe ai hết, tôi không nghe Phật luôn, tôi nghe tôi thôi. Rồi thành kính phân ưu luôn, hiểu đạo. Hiểu đạo là mình biết mình dễ tà kiến lắm. Cho nên là đáng lẽ cái chỗ mà tịnh tín nơi đáng tín, thầy giảng một buổi lận nha, nhưng mà bây giờ hết giờ, nói lấp lửng cho quý vị hồi hộp chờ đợi tháng sau, đúng không? Thôi bây giờ thầy kết thúc bài. Hôm nay thầy giảng đến quý vị bài pháp thoại với chủ đề dấu hiệu của người có niềm tin nơi Đức Phật, hay là dấu hiệu của người có niềm tin nơi Tam Bảo. Vì xét lại trong 7 cái này, ráng có được 4-5 cái nha.
nha. Còn dưới ba là về làm sao? Về xét lại con phải cố gắng, con phải cố gắng, con phải cố gắng nha. Một đó là, nói lại một cái nữa, một là có tâm xả ly bố thí, hai là mong mỏi được gặp bậc thánh, bậc đạo đức trí tuệ, ba là thích nghe pháp, bốn là thường có tâm hoan hỷ khi làm việc thiện hoặc thấy người khác làm thiện mình hoan hỷ, năm là ít có khoe khoang, rất là kín đáo, sáu là có tâm chân thật, ít giả dối, và đặt niềm, thứ bảy là đặt niềm tin nơi chỗ đáng để đặt niềm tin tịnh tín là nơi Phật pháp tăng. Bảy cái dấu hiệu này xét lại để mình coi cuộc đời của mình, mình có những dấu hiệu này chưa. Nếu chưa có, mình ráng cố gắng để phát triển những cái đây gọi là những cái điềm lành của mình vậy đó. Trước khi dứt lời, con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy chủ trì cùng chư tôn đức thân khỏe tâm an để hướng dẫn chúng con cùng quý Phật tử trên bước đường tu học. Thầy chúc cho quý vị có một ngày tu được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.